Chào mừng các em đến với kênh thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 5, tuần 27, trang 89, 90, chính tả. Một nhỏ nhớ viết bài cửa xong từ nơi biển tìm về với đất cho đến hết. Tức là hôm nay chính tả các em sẽ tự nhớ lại và các em sẽ tự viết bài chính tả bài thơ cửa xong là gồm có là bốn đoạn thơ cuối. Thì các em sẽ nhớ lại vì hôm trước chúng ta đã được học thuộc lòng. Thì hôm nay cô sẽ đọc sơ lược lại bốn câu thơ cuối. Và các em khi viết thì các em nhớ là viết và trình bày đúng chính tả bốn cái khổ thơ cuối của bài cửa xong này. Và chú ý những cái từ nào cần viết hoa, các dấu câu như là dấu chấm, dấu ba chấm với những cái từ, với những cái chữ dễ viết sai chính tả. Thì các em hãy xem qua một lần thì các em sẽ tự viết nha. Nơi biển tìm về với đất bằng con sóng nhớ bạc đầu, chất muối hòa trong vị ngọt thành vùng nước lợ nông sâu. Nơi cá đói vào đẻ trứng, nơi tôm rạo đến bún càng, cần câu uống công lưỡi sóng, thuyền ai lấp lóa đêm trăng. Nơi con tàu chào mặt đất, còi ngân lên khúc xạ từ, cửa sông tiễn người ra biển, mây trắng lành như phong thư. Dù giáp mặt cùng biển rộng, cửa sông chẳng đứt cội nguồn, lá xanh mọi lần trôi xuống, bỗng nhớ vùng một vùng núi non. Thì các em sẽ xem lại bài và các em tự nhớ để viết bài chính tả hôm nay. Rồi bây giờ các em sẽ qua tiếp câu số 2. Tìm các tên riêng trong những đoạn trích sau và cho biết các tên riêng đó được viết như thế nào. Người đầu tiên phát hiện ra châu Mỹ là Cristoforo Colombo năm 1451, năm 1506, một nhà hàng hải người Italia. Colombo tưởng nhầm vùng đất này là Ấn Độ. Về sau, người đồng hương của ông là nhà hàng hải Amerigo Vespucci năm 1454, năm 1512 đã đính chính sai lầm ấy và khẳng định vùng đất Colombo tìm được là một vùng đất hoàn toàn mới lạ. Chính vì vậy, tập bản đồ xuất bản ở Lorraine, Pháp năm 1507 đã gọi châu lục này là America, châu Mỹ, dựa theo tên của Amerigo. Thì đây là hình ảnh về Cristoforo Colombo sinh năm 1451 và mất năm 1506. Tiếp theo câu B, đỉnh Everest trong dãy Himalaya là đỉnh núi cao nhất thế giới. Những người đầu tiên chinh phục được độ cao 8.848m này là Edmund Hillary, người New Zealand, và Tenzin Norgay, một thổ dân vùng Himalaya. Ngày nóc nhà thế giới này bị chinh phục là ngày 29 tháng 5 năm 1953, theo Tân Từ Điển Bách Khoa Toàn Thư. Như vậy thì ở câu số 2 này là đề bài yêu cầu các em là tìm các tên riêng trong những cái đoạn trích sau và cho biết các tên riêng đó được viết như thế nào. Thì các em thấy ở đoạn A, các tên riêng trong cái đoạn trích này đó là tên riêng ở đây đó là Cristoforo Colombo. Đó, đây là một tên riêng, đây là tên người. Rồi tiếp theo nữa, Amerigo Vespucci thì đây cũng là tên người
tên là một người đồng hương của ông ở trên đây, cũng là một nhà hàng hải. Rồi tiếp theo nữa đó là ở câu B. Ở câu B đó là Edmund Hillary là người New Zealand. Thì đây cũng là tên người Edmund Hillary. Rồi tiếp theo nữa. Và tên Sinoregay. Thì đây là những tên người. Thì các em thấy ở câu A và câu B chúng ta đã xác định được tên người. Rồi bây giờ tới là tên địa lý. Thì các em thấy ở câu A, tên địa lý gồm có là Italia. Thì ở đây là một nhà hàng hải người Italia, tức là người này ở Italia. Thì ở Italia đây là thuộc về tên địa lý. Rồi tiếp theo nữa các em thấy là tập bản đồ xuất bản ở Lorraine, Pháp, tức là ở Lorraine, ở nước Pháp. Thì đây cũng là tên địa lý. Rồi tiếp theo, châu lục này là America, châu Mỹ. Thì đây cũng là tên địa lý. Rồi tiếp theo nữa đó là đỉnh Everest. Thì đây cũng là tên địa lý. Rồi Himalaya cũng là tên dãy Himalaya, là tên địa lý. Rồi tiếp theo nữa đó là người New Zealand, tức là ở New Zealand. Thì đây cũng là tên địa lý. Thì các em thấy ở cái cách viết tên riêng trong hai đoạn trích này gồm có tên người và tên địa lý, thì các em thấy cái cách viết của tác giả như thế nào? Đều các chữ các chữ ở chữ cái đầu, đều chữ cái đầu ở đây đều được viết hoa, tức là chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành cái tên riêng này. Đó, chữ cái đầu của cái bộ phận tạo thành tên riêng này đều được viết hoa. Rồi các tiếng ở trong một bộ phận của tên riêng thì được ngăn cách với nhau bằng dấu gạch nối. Rồi cái cách viết ở đây các em thấy có là châu Mỹ nè, rồi Pháp nè, rồi Ấn Độ ở đây. Thì những cái tên địa lý này viết giống như là cách viết tên riêng Việt Nam, và viết hoa chữ cái đầu của mỗi chữ, vì đây là tên riêng nước ngoài nhưng được phiên âm theo âm Hán Việt. Rồi như vậy thì câu số 2 này các em sẽ trình bày như sau. Các tên riêng trong đoạn trích: tên người Cristoforo Colombo Amerigo Vespucci. Rồi tiếp theo Edmund Hillary Tenzin Norgay. Tên địa lý Italia, Lorraine, America, Everest, Himalaya, New Zealand. Thì chúng ta sẽ giải thích cách viết là viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên riêng đó. Các tiếng trong một bộ phận của tên riêng được ngăn cách bằng dấu gạch nối. Rồi chúng ta sẽ giải thích cái cách viết này viết giống như cách viết tên riêng Việt Nam, viết hoa chữ cái ở chữ cái đầu của mỗi chữ ở đây.
vì đây là tên riêng nước ngoài nhưng được phiên âm theo Hán Việt. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn tiếng Việt lớp 5. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.